Kính tới. Thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em ngày chúng tôi ngày hôm nay gồm có tiến sĩ Đinh Xuân Quân ngồi giữa, Nguyễn Kim Bình ngồi bìa và tôi là Lê Minh Nguyên. Cũng như thường lệ, anh em chúng tôi sẽ đi qua những vấn đề của Hoa Kỳ, của thế giới và Việt Nam. Trước tiên là về vấn đề của Hoa Kỳ, thì thưa anh Quân, thì Hoa Kỳ có nhiều vấn đề nổi cộm, thí dụ như vấn đề mà giam giữ những trẻ em ở những trại tập trung ở dọc biên giới, vấn đề 4.5 tỷ mà Hạ viện thông qua để giải quyết vấn đề và Tổng thống nói rằng có thể là phủ quyết, cũng như là vấn đề mà ông Mueller sẽ điều trần ở Quốc hội vào 17 tây tháng 7, hay là trác tòa để trác của Quốc hội đòi bà Kellyanne Conway phải ra điều trần. Thì trước tiên là về vấn đề mà cái biên giới và những cái trại mà tập trung những trẻ em, thì vừa rồi có những cái khủng hoảng, thì anh thấy như thế nào? Cái đầu tiên là quý vị cũng biết là Hoa Kỳ là lúc nào cũng là có tiếng là đón những người tị nạn. Chúng ta cũng là người tị nạn, là họ cũng mở tay mà đón người Việt Nam chúng ta khi chúng ta qua 75, hay chúng ta qua cái đợt sau là qua cái đợt vượt biên là 79-80, hay là sau này là những cái đợt HO. Thì ở đây đó, khi những cái người mà họ tới biên giới đó thì họ bị đưa ra cho vào các cái trại tập trung, nhưng mà cái số người nó quá nhiều. Và chính phủ Trump có ra cái lệnh là chia rẽ những cái gia đình giữa trẻ em nhốt một bên và những người lớn nhốt một bên. Thì cái chuyện này đó, nó gây ra một cái khủng hoảng. Cái khủng hoảng là tới bây giờ đó, không có ai mà chia cắt trẻ em, nhất là nhỏ, và cha mẹ. Và khi mà ở trong trại đó, bao giờ cũng vậy, ít nhất là cũng được. Ở đây không phải là cải tạo cộng sản, mà nghĩa là không có xà bông, không có thuốc đánh răng hay là gì đó, thì nó gây lên một cái cuộc là crisis, nghĩa là một cái khủng hoảng. Mà khủng hoảng này thì cả nước Mỹ đều lên tiếng là vì có một cái hình ảnh đó, cha con đều chết mà mặt thì nằm sấp xuống nước ở một cái dòng sông ngay cái thành phố Brownsville. Brownview giữa Texas và Mexico, thì ra nó hình ảnh nó làm người ta cũng xúc động mạnh. Vì nhớ tới hình ảnh của một đứa trẻ 3 tuổi mà ở vùng Địa Trung Hải cũng bị chết ở trên bờ biển. Thì theo Bình thấy á, thì cái vấn đề cái 4.5 tỷ mà Quốc hội thông qua để mà giúp đỡ để giải quyết chương trình này, tại sao này lại có vấn đề chống đối từ Tổng thống? Nó có hai cái phiên bản của cái đạo luật ngân sách mới này. Đầu đuôi là bên Bộ Xã hội và Bộ Nội an họ cạn tiền rồi. Và họ bị quá tải. Riêng trong cái tháng 5 vừa rồi đó, khoảng chừng 140.000 người tị nạn đã ra trình diện hoặc là bị bắt giữ, rồi là hiện giờ đang giữ. Riêng trong tháng 5 thôi đó, con số khổng lồ đó. Vì trước đây trung bình tháng vài chục ngàn là cùng. Thì cả hai Bộ Nội an và Bộ Xã hội đều bị quá tải cho nên hết tiền. Mới xin Quốc hội tăng thêm ngân sách. Thì Thượng viện và Hạ viện đều có hai cái dự luật đã được thông qua hết luôn. Dự luật của Thượng viện là 4.6 tỷ và dự luật của Hạ viện là 4.5. Cái dự luật của Hạ viện á, thì bên phía hành pháp họ không thích, là tại vì trong đó nó có một số những cái điều khoản mà nó quy định chặt chẽ hơn. Nó có tính cách tính giống như là muốn bảo vệ trẻ em á. Và muốn dùng tiền để mà siết lại một số. Và cái quan trọng mà bên hành pháp họ muốn á, là trong cái ngân sách lớn đó, nó phải có một phần để tăng cường cho cái lực lượng ICE, để tăng cường thêm, ví dụ như là mua thêm giường, mở thêm những cái trung tâm để giữ người. Và bên Hạ viện họ không thích chuyện đó, họ muốn dùng 4.5 tỷ này thuần túy cho cái việc mà cho giúp đỡ nhân đạo thôi. Thì cái dự luật của Hạ viện đã bị Thượng viện bác rồi ngày hôm thứ Tư. Là Thượng viện đã có một cái dự luật mới. Có vẻ như là ở trong Thượng viện thì cái dự luật của Thượng viện được thông qua với cái tỷ lệ là 84-6 thì phải. Cho nên nó được cả hai đảng ủng hộ hết. Thì hiện giờ đó, hiện giờ là hai bên Thượng viện và Hạ viện đang thương lượng với nhau. Nếu không có trở ngại gì hết thì trong tuần tới này bên Hạ viện họ cũng sẽ bỏ phiếu trên một cái phiên bản mới.
Và nếu mà cái dự luật này nó được cả hai viện thông qua thì có lẽ ông Trump sẽ ký. Vì cả bên hành pháp cũng đang cần tiền. Bởi vì nếu mà ông Trump không ký thì có thể là Quốc hội dùng cái phủ quyết 2/3. Yeah. Và đương nhiên cái gốc rễ của vấn đề đó là quá tải. Vấn đề là nó quá tải. Hết cái tiền. Việc nếu mình nhìn sâu vô cái thủ tục mà di trú đối với những trường hợp tị nạn này đó thì nó phức tạp hơn là mình nghĩ. Những người tị nạn Việt Nam mình có thể đã sống 5 năm, 10 năm ở chắc chặt tị nạn ở Đông Nam Á. Dư luận Mỹ không ảnh hưởng gì hết. Lý do là vì nó xảy ra ở Đông Nam Á hoặc là ở một nước thứ ba. Còn trường hợp này thì người tị nạn họ đến ngay cửa nước Mỹ. Cho nên á khó mà từ chối, khó mà né được cái đó. Thành ra mình cũng biết là những cái người, nhất là những người mà thuyền nhân đó, là phải ở nhiều người ở cả chục năm đó, trong nhiều cái trại đó. Và do đó nó ít ảnh hưởng, tại vì nó ở xa. Còn ở đây thì nó ở sát Hoa Kỳ. Mà cái chính á là vấn đề nhân đạo. Khi nào nước Mỹ mà cho họ vô một cái trại đó thì ít nhất đâu có phải như một cái trại như ở Thái Lan mà tôi nhớ là chuột nó chạy vô nó cắn mình hay là... Nhưng mà cái vấn đề nó cái vòng lẩn quẩn nó sẽ như vậy nè. Chính vì Bộ Nội an và Bộ Xã hội không có tiếp thu kịp, cho nên họ phải chặn ngay ở những cái cầu biên giới, không cho người ta vô nữa. Mà nếu chặn ở cầu biên giới thì lại dẫn đến trường hợp như hai cha con này. Đó. Họ đã đến cái cầu đó rồi, hay những nhân chứng kể lại. Nhưng vì một ngày bên bộ Nội an chỉ cho một số người vô thôi. Là vì nếu mà vô nhiều thì nó sẽ dẫn đến tình trạng quá tải. Tưởng tượng cái đứa bé đó, nếu mà nó được đi qua cái cầu đó. Nhưng mà hồi một tháng sau người ta tìm thấy nó đang bị bệnh, nằm ở trong một cái trại tạm cư nào đó. Thì cũng là một chuyện lớn. Phải không? Đó, cho nên Bộ Nội an bây giờ họ đang ở trong một cái vòng lẩn quẩn mà chính họ không giải quyết được. Thật ra đó, tôi thấy là cái vấn đề mà nhập cư Hoa Kỳ đó, nó phải đổi một số luật lệ cho nó xét xử cho nó. Nhưng mà bây giờ nó có cái đề nghị của một nghị sĩ đó, nó đề nghị là nên có một cái Marshall Plan cho cái Nam Mỹ, tức là những quốc gia Trung Mỹ, mà ở Trung Mỹ là coi như những quốc gia đang khủng hoảng vậy, nên có cái Marshall Plan để nâng cái đời sống của những quốc gia đó lên, thì nó giải quyết được vấn đề. Thì anh nghĩ sao? Thì tôi thấy đó là một phần. Tại vì ở đây đó, cái vấn đề tại sao người ta phải bỏ nước ra đi, tại sao ví dụ như người Việt Nam phải bỏ ra đi, nếu mà không có cộng sản thì đâu có ai bỏ ra đi làm chi. Mà ở bên El Salvador, Guatemala, nếu mà họ không có bị mà áp bức, họ không có bị nghĩa là du đảng hay là các cái người kia mà giết chóc đó, thì họ đâu có bỏ ra đi. Thì ở đây đó, vì vấn đề nghĩa là thiếu an ninh tại các nước đó, thì Hoa Kỳ đó cũng nên là phải có một cái chương trình viện trợ, không cần tới Marshall Plan nó nhiều như vậy. Nhưng mà mình thấy là nghĩa là chính quyền, nghĩa là administration của Tổng thống Trump đã cúp viện trợ cho mấy cái xứ đó. Đáng lẽ là những cái đó nó phải đi song song với nhau, không có một cái nghĩa là giải pháp nào duy nhất, phải có nhiều cái để giải quyết cái vấn đề mà tị nạn ở Hoa Kỳ. Bây giờ đi qua một cái vấn đề khác của Hoa Kỳ á, là tối thứ tư và tối thứ năm thì có tranh luận trong lần đầu tiên trong cái nội bộ của Đảng Dân chủ, cái primary, tức là sơ đấu ở trong nội bộ đảng. Thì mình có thể cho một vài nhận xét về cái buổi tối thứ tư mà tranh luận giữa những ứng cử viên Đảng Dân chủ. Lần đầu tiên trong lịch sử của cả hai đảng luôn, có đến hai mươi mấy ứng cử viên tranh cử tổng thống. 25. Dạ, yeah. Đến bây giờ là 25 rồi. Yeah. Thì vì 25 người cho nên nó không có sân khấu nào chứa nổi, và không có một cái chương trình tranh luận nào có thể gọi là chứa giống như là lúc một 25 cái... người. Dạ. Yeah. Cho nên á, cái này, vấn đề này á, bên cái ủy ban mà quốc gia của Đảng Dân chủ á, họ phải chia làm hai. Bắt buộc họ phải chia làm hai tóm. Rồi. Và tối đa cũng chỉ có 20 người thôi, cho nên trong đó có 5 người đã không được vô trong cái cuộc tranh luận này rồi. 5 người đó hiện giờ cũng đang đi lang thang bên ngoài và chỉ trích quá trời. Thì trong 20 người còn lại họ mới cho rút thăm để cho công bằng. Mỗi một suất thì sẽ có 10 người. Thì cái tối đầu tiên là tối thứ tư ngày 26. Trong 10 người mà rút thăm vào cái tối đầu tiên đó thì chưa có những nhân vật nặng ký nhiều. Cho nên chút nữa đây mình sẽ đi vô cái chi tiết về cái cuộc tranh luận của tối ngày thứ năm.
Thì cái một cái điểm nữa mà muốn hỏi anh Quân là về vấn đề mà cái cuộc điều trần của Mueller vào 17 tây tháng 7 tới đây, mà khi cái tin tức lọt ra thì Tổng thống Trump có vẻ rất là giận dữ. Thành ra trong cái cuộc phỏng vấn của ông gọi điện thoại cho Fox News mà phỏng vấn với một cái cô ở Fox News, mà sau khi phỏng vấn xong thì cô đã giống như cái mặt bí sĩ. Thì chút xíu nữa giờ chúng ta sẽ trở lại trong cái vấn đề này. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.